Đông Anh đã nhất thắng, chưa có đô nào xin theo. Ở đèo số 2, đô Nguyễn Văn Trường của Phú Thọ đã nhất thắng, cũng chưa có đô nào xin theo. Đèo nhất, đô Ngô Thành Tân của Vĩnh Phúc xin giữ. Đèo 2, đô Vũ Văn Sửa của Bắc Ninh xin giữ. Và đèo 3, đô Nguyễn Thành Thông của Đình Bảng xin giữ. Hiện vẫn chưa có đô nào xin theo. Vậy kính đề nghị tất cả các quý đô về tham dự lên gặp ban tổ chức để đăng ký xin theo các giải trên. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Chúng tôi nhắc lại tất cả các cô mà đã theo sau khi đã thắng thì phải đổi cố sang cố đỏ. Vâng, hai đô xe này rất đẹp, đề nghị bà con thưởng cho hai đô một tràng pháo tay thật to. Vâng, đô Bùi Đức Huy của chúng ta mang cố đỏ, anh ở hạng cân trên 80 kg. Anh xe lại động tác tay và chân và cơ thể của anh cũng xe lại cùng cho nên nhìn rất đẹp. Vâng, đề nghị vỗ tay cho một tràng vỗ tay thật to đến được không ạ? Xin chân thành cảm ơn nhân dân rất nhiều. Idol chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Chuyển sang bơi rồi. Bơi. Vâng. Thôi.
bài sới rồi. Tất cả các đồ vật ở trong tư thế bắt bò mà bất cứ một phần thân thể nào ra khỏi vạch đỏ đều là ngoài sới. Đề nghị các trọng tài viên lưu ý cho. Hai đội chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Với sức cân nặng hơn 80kg thì đây là một trong những sự cố gắng phi thường của Đô Nguyễn Đình Khương, thể dục thể thao mang khố xanh. Vì anh đã nhất thắng rồi, không biết anh có bảo toàn được keo vật của mình hay không. Mai Đô vào sân sớm thi đấu ở tư thế đứng đi. Chết cả tuyệt vời luôn. Chắc có lẽ là sau keo vật này, Đô Đức Huy của chúng ta Thái Nguyên mang khố đỏ phải cố gắng đi thi đấu nhiều hơn để anh có thể giảm từ ở hạng cân 80 xuống thành hạng cân 55kg thì hợp hơn. Thế hiện nay là cơ thể của anh là rất hợp với lại bộ môn vật vì nó sẽ đốt lượng calo trong cơ thể của anh rất nhiều. Vâng, Ido tiếp tục thi đấu. Hiện nay tiếp tục ông Điền ở Bắc Giang yêu bộ môn võ vật dân tộc lại thưởng cho đội khối xanh nếu thắng khối đỏ 200.000 đồng. Vâng, khối xanh cố lên. Thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn hai ông, cảm ơn ông Ban và ông Điền rất nhiều và xin kính chúc hai ông cùng toàn thể gia đình một mùa xuân mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Trân trọng cảm ơn hai ông. Vâng, ông Hiện tiếp tục có một phần thưởng. Ông Hiện là chủ nhiệm các đồ vật phù trận, có một phần thưởng 200.000 đồng cho khố xanh nếu thắng khố đỏ. Đề nghị khố xanh cố lên. Vâng, thay mặt cho ông Sơn tiếp tục có một phần thưởng cho khố xanh nếu thắng hay thua, dù thắng hay thua 100.000 đồng. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức cũng như là toàn thể nhân dân xin chân thành cảm ơn ông Ban ở Trịnh Xá, ông Hiền ở Bắc Giang và ông Sơn đã yêu bộ môn có mặt dân tộc và liên tiếp có những bông hoa và chất thưởng cho các đội. Vâng, hiện nay là cụ Hứa ở Đồng Kỳ là nguyên chủ nhiệm các đội vật phường Đồng Kỳ cũng yêu bộ môn có vật dân tộc có thưởng cho đội khố xanh nếu thắng đó đội xanh xanh nữa xanh dừng lại xanh dừng lại. Vâng, nhưng mà trọng tài biên thì đã giơ tay là chưa rồi, trọng tài trọng tài chống là sau để ý trọng tài biên nhá, trọng tài biên đang giơ tay để chỉnh cố. Vâng, và chúng tôi xin thông báo là chúng tôi ban tổ chức nhận được một phần thưởng của cụ Hứa là nguyên chủ nhiệm các đội vật phường Đồng Kỳ đi bộ môn có vật dân tộc cực kỳ luôn, lên đã thưởng cho đô khố xanh dù thắng hay thua 100.000 đồng trong game bàn này. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức và toàn thể nhân dân xin chân thành cảm ơn cụ Hứa rất nhiều và xin kính chúc cụ cùng toàn thể gia đình một mùa xuân mới luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Trân trọng cảm ơn cụ rất nhiều. Hai đô bắt tay nhau. Hai đội chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, trận đấu tiếp tục. Thank you.
thiếu. Nhắc đồ cổ đỏ tuyệt đối không được khóa hầu cổ đô cổ xanh. Trận đấu tiếp tục. Leo số 3. Ở ghim chân xuống là mình ngã người bắt giải, bắt cho nó thành cái bốc.